nói hẳn tất cả con người trên thế gian này á, giàu sơ căn hay là đại căn, mình muốn tìm chân lý, tức là sự thật của cuộc đời, kể cả hai cõi âm dương, thì phải tìm trong đầu Phật. Mà ma quỷ thì nó hay giả cảnh, Phật pháp thì chân thật. Giữa tà chánh nó đang phân tranh, mà đặc biệt là những cái pháp môn mà nó không thật á, nó tràn lan. Dứt khổ, dứt tầm nhiễm mà làm sao? Là phải hành bát chánh đạo. Đã 3 năm rồi Quang không quay về tỉnh xá Liên Hoa. Hôm nay á, Quang về đây Quang thấy bồi hồi và xúc động làm sao á. Quang nhớ cái khoảng thời gian trước đây á, Quang hay đến đây để thọ pháp sư ông Thiền sư An Lạc Hạnh. Thì trong cái khoảng thời gian ở đây, Quang cũng có rất là nhiều câu hỏi muốn gặp sư ông. Thì hôm nay Quang lại hữu duyên một lần nữa tìm gặp sư ông để có những cái pháp dành cho tất cả chúng ta. Và mong là video ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều cái điều thú vị nè, những kiến thức hay nè, cũng như là những bài pháp vô cùng tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta. Vậy thì chúng ta cùng nhau gặp sư ông nhé. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con cũng có cái hành trình mà khi mà con đến với tỉnh xá Liên Hoa cách đây cũng gần 3 năm. Thì trên hành trình đó, khi con tới đây để bẩm với sư ông á, thì con cũng có rất là nhiều cái trăn trở và những cái câu hỏi. Nhưng mà sau cái hành trình mà con đi tìm hiểu về Phật pháp á, cũng như là cũng có một hành trình cũng gặp được rất là nhiều vị. Thì cho tới ngày hôm nay thì con muốn hỏi sư ông là giúp cho con hiểu được trong cái thời kỳ này, người ta thường nói là thời kỳ mạt pháp á, thì con ma thì ma rước, con Phật thì Phật rước, và rất là nhiều chư vị xuống đây, vừa thần vừa tiên xuống đây, lại có những ma vương, con cháu ma vương cũng xuống đây. Thì trong cái thời kỳ này á, thời kỳ thanh lập này á, thì tụi con, chúng con như thế nào tu tập để không vướng vào cái bẫy của những con cháu ma vương ạ? Dạ. Cái sống ở thế gian á, thì mình có hai chỗ dựa. Cái chỗ dựa thứ nhất á, là cha mẹ mình. Chỗ dựa thứ hai là tinh thần. Mà nếu nói về tinh thần á, tức là mình phải tìm học trong các đạo. Mà đặc biệt á, là vấn đề mình muốn tìm chân lý, tức là sự thật của cuộc đời, kể cả hai cõi âm dương, thì phải tìm trong đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là một cái đạo á, dạy về những cái lẽ thật của cuộc đời. Mà cái lẽ thật này không riêng về loài người, mà ba cõi luôn, trời, thần, người. Đó. Như vậy là muốn tìm hiểu sự thật thì phải tìm trong đạo Phật. Tức là chỉ có riêng đạo Phật mới nói thẳng về lẽ thật của vũ trụ, của thiên nhiên mà thôi. Chứ còn ngoài ra những đạo khác cũng có nói lẽ thật, nhưng mà không đủ. Không đủ. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật Ngài có phân biệt rõ con người sống thế gian á, mà mình muốn tránh đi những cái sai lầm, thì đầu tiên á, mình phải dựa vào đâu vững chắc để mà biết sự thật và để tránh sai lầm. Tức là dựa vào cái thanh tịnh, dựa vào thanh tịnh mà tìm hiểu tất cả mọi việc ấy, về thế gian và xuất thế gian. Đó. Mà dựa vào thanh tịnh á, tức là cái thanh tịnh đó là cái lẽ thật, mà cái vọng loạn đó là cái giả. Nếu mà mình tìm hiểu bất cứ cái gì mà mình khởi tâm vọng tưởng là không thật. Mà không thật thì nó dẫn đi đến cái chỗ sai lầm nhiều lắm. Mình phải dựa vào thanh tịnh mà mình mới hiểu lẽ thật.
mà hiểu được lẽ thật thì mình đi nó mới đúng chỗ, đúng nơi đúng chốn. Nói hẳn tất cả con người trên thế gian này á, giàu sơ căn hay là đại căn, muốn tìm hiểu một cái gì về nghề nghiệp, về công thức chế biến trong cuộc sống của thế gian xã hội á, thì cũng phải mượn cảnh thanh tịnh mà tìm hiểu. Trong cảnh động không bao giờ tìm được, cho nên phải dựa vào cái tâm thanh tịnh của mình mà tìm hiểu. Mà dựa vào cái tâm thanh tịnh của mình mà đi tìm hiểu á, thì nếu nói theo cái pháp của Phật á, là gọi là chân quán, thanh tịnh quán. Phải hành cái pháp của Bồ Tát. Chân quán tức là mình dựa vào cái lý chân thật thanh tịnh đó mà mình quán xét, mình tìm hiểu thì nó mới đúng. Dựa vào thanh tịnh mà tìm hiểu, mà quán xét, mà tri tầm thì nó mới tránh khỏi cái sai lầm. Mà bây giờ á, đa số những cái đường tu của các đạo á, thì họ cũng dạy có những cái rất là tốt, nhưng mà đi sâu vào nội dung thì không thực tế. Không thực tế, chỉ có đạo Phật thôi, chỉ có Đức Phật thôi. Chỉ Đức Phật mới nói thực tế. Người tu theo đạo Phật, học theo đạo Phật, nhưng mà có khi họ nói không thực tế. Bởi họ không dựa vào cái thanh tịnh để mà quán. Cho nên nói nhiều cái sai lầm. Mà cái sai lầm thứ nhất là cái thời đại của chúng ta đó, trong một thời đại âm dương giao tiếp, tà chánh phân tranh, thì lúc nào á, những cái pháp không thật á, thì nó màu mè, nó hay lắm, nó dễ nghe, lọt lỗ tai lắm. Nhưng những cái pháp mà chân thật á, thì nghe nó chua lắm, nó cay lắm, nó đắng lắm. Cho nên mình dựa vào chỗ này á, mà mình nói á, thì người xưa người ta dùng cái câu là lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, trôn ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Những cái lời nói nào mà nó có thể để nhắc nhở những cái sai lầm thì những cái đó giúp cho mình nhiều lắm. Còn những cái nào mà nói mà khen tặng mình không á, dễ đưa mình đi chỗ hư đốn lắm. Mà ma quỷ thì nó hay giả cảnh, Phật pháp thì chân thật, ngự thật, diệt thật, đói thật, chứ không màu mè gì hết. Ai chịu nghe, nghe không nghe thôi. Nói vậy đó. Nếu nói về đạo Phật của mình á, thì bây giờ Đức Phật Thích Ca ra đời cách nay là lễ Vi Sắc là 2568 năm. Ngay cái đời Phật Thích Ca, ngài đã xuất gia, người tu hành theo ba cái pháp của Bà La Môn giáo. Cái pháp thứ nhất là tu khổ hạnh rất là nhiều, và có muốn về thiên đường là phải có khi đứng một chân luôn, lấy lá cây vỏ cây che thân thôi. Cái phái thứ hai là số luận, và cái thứ phái thứ ba là của ông năm anh em người rừng như tu. Thì ngài quán xét, ngài thấy ba cái pháp môn tu này không đưa đến cái chỗ mà dứt luân hồi thống khổ, tức là ba cái pháp môn này không thể đưa mình đến chỗ chân thật được. Mà mục đích chính của ngài là tìm cái chân thật để sau này đưa ra để mà nhắc nhở tất cả chúng sinh ba cõi trời thần ngự phải hiểu sự thật và sống với sự thật, để cùng đoàn kết thương yêu đùm bọc với nhau. Cho nên ngài bỏ ba cái pháp này. Khi mà ngài bỏ ba pháp môn này thì ngài sau đó gọi là 5 năm lạc đạo là chỗ này nè. Rồi kế đến đó, ngài một mình ngài tu, tự quán xét thôi. Ngài khổ hạnh 6 năm, đến khi ngất liệm là 6 năm luôn á. Lì cô Su và ta mới lấy bát sữa đổ ngài tỉnh lại. Mục đích chính của ngài là phải tìm sự thật
của vũ trụ, của thiên nhiên, chính của mình luôn, để không còn là sinh tử luân hồi nữa. Cho nên Ngài khổ hạnh 6 năm, nhưng ngất liệm rồi, Ngài cũng chưa hiểu gì hết, chưa đạt được gì hết. Thì bây giờ Ngài mới quán xét gì, nghe một cái tiếng đờn, mà chính Ngài cũng là cầm kỳ thi quả điều thông mà, thì Ngài mới trực tỉnh á. Như sự dây đờn, nếu lên thẳng quá là nghe te te thôi à, mà hay nếu mà lên dùng á, thì tầng tầng mà, chứ không ra cái gì hết trơn á. Như vậy thì dây đờn phải lên đúng nút thì khải nó mới ra tiếng. Ngài ngộ cái lý trung đạo chỗ này nè, ngay cái cây đờn này nè đó. Ngài mới nghĩ bây giờ á, nếu mà tuyệt đối là không ăn, như trước kia mà kêu bằng 6 năm mà khổ hạnh rừng già đó, ăn một ngày chỉ có 5-7 hột mè, uống nước lã là sống thôi, đó là khổ hạnh ép sát quá đáng. Ngược lại á, những người tu mà ăn một ngày nhiều bữa thì là bất cập, thái quá và bất cập. Thì bây giờ Ngài mới phát sinh cái lý trung đạo là ăn ngày bữa ngọ thôi. Ôm bác đi trị bệnh khất thực sinh ăn ngày bữa ngọ thôi. Còn sớm mơ á, không ăn mà chiều cũng không ăn, vừa học vừa tu, vừa tu vừa học, vừa quán xét nội tâm mà vừa quán xét cảnh bên ngoài. Thì bây giờ Ngài mới ngộ, ngộ được cái lý bát nhã tâm kinh, nôm na gọi là tự tánh bát nhã. Ngài ngộ tự tánh bát nhã rồi thì bây giờ Ngài không đi nữa, Ngài quyết tâm ngồi để hành pháp cho đắc đạo. Thì Ngài hành pháp 49 ngày Ngài đắc đạo. Ngài đắc đạo rồi thì bây giờ Ngài mới, bây giờ mình độ ai trước nhất? Ngài đắc đạo, Ngài đạt được cái tánh giác bất hoại, Ngài thấy cái lý siêu nhiên tuyệt đỉnh không thể nào mà người thường hiểu được. Ngài nói ra cũng không ai hiểu được, kể cả cõi trời đổ lại, mà nếu mà Bồ Tát sơ tâm cũng không hiểu luôn. Mà tôi nói chỗ này có một cái bằng chứng cụ thể là trong sách vở nói rằng sau khi Ngài đắc đạo với cậu Bồ Đề, Ngài vẫn ngồi tọa tại đạo tràng thiết 21 ngày kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà không ai hiểu hết. Cho nên Ngài muốn nhập Niết Bàn cho rồi, nhưng mà sau đó các vị Thiên Dương rồi cái đó đó, Long Dương rồi cầu xin Ngài chuyển Pháp Luân. Thì bây giờ chuyển Pháp Luân, Ngài độ ai trước nhất? Ngài mới suy nghĩ năm anh em rồi dường như là cái người mà cuối cùng có đời tu Ngài theo ba người này, bây giờ phải độ bao ngày? Bởi vì ba cái phái trong đó là cái phái sau cùng là năm em rồi dường như thiền mà vọng tưởng, về về đắc được cái quả trời sắc cứu cánh là cùng. Tức là tôi nói nôm na ở đây, tức là khắc là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Cho nên Ngài bỏ, Ngài không theo nữa. Mục đích của Ngài là tìm sự thật của chân lý, của vũ trụ, của thiên nhiên, kể cả đời người mình. Mà ba cái phái này không dạy sự thật được, Ngài phải tìm riêng. Ngài hiểu được sự thật rồi thì bây giờ mình đem sự thật này mình nói cho ai nghe đầu tiên nhất, tức là năm anh em của Trường Như. Đây là nơi để thờ, nói về nơi của năm anh em của Ngài Kiều Trần Như. Ở đây là cây Bồ Đề. Thuyết cái bài pháp cũng rất là quan trọng đó, Tứ Diệu Đế, một cái kinh đầu tiên trong Phật giáo. Đây là cái mô phỏng lại cái Đức Phật, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì bắt đầu ở đây được giáo pháp khi
bắt đầu nên từ đây là đánh dấu là một cái mốc rất là quan trọng, đó là Phật Tam Bảo Phật được thành lập, Phật Pháp Tăng mới được thành lập. Thì lúc đó là Phật thứ hai là Pháp, thứ ba là Tăng. Khi ngài côn nhã Kiều Trần Như sau khi nghe cái bài pháp của Đức Phật là về con đường bát chánh đạo, con đường cao thượng nhất đó là bát chánh đạo, chân lý cao thượng nhất đó là tứ diệu đế, và Đức Phật đã thuyết bài vô ngã tướng tại cái bài pháp cũng như là bài pháp chuyển pháp luân. Thì sau khi nghe dứt được cái bài pháp này thì Kỳ Kheo Côn Nhã Kiều Trần Như đã chứng được cái quả thánh nhập lưu đó. Quả thánh đầu tiên quả thánh đầu tiên đó là quả thánh dự lưu xin lỗi đó. Là khi đó bắt đầu tăng đoàn mới chính thức là được thành lập là Phật Pháp Tăng. Ngài mới nói ra tứ diệu đế, nói sự thật của cuộc đời này, tại sao khổ, cái khổ từ đâu. Nguyên nhân là do tập nhiễm. Rồi á, bây giờ muốn diệt cái dứt cái tập nhiễm phải làm sao? Phải hành bát chánh đạo. Thế là ngài giảng tứ diệu đế là năm anh em của Trường Như đắc pháp chứng quả là hán vô sanh. Đầu tiên là ngài nói sự thật của chân lý. Mà tại sao ngài nói mà năm anh em của Trường Như nhận được? Sự thật nó vậy đó. Con người mình sanh ra đang sống nó có nhiều cái khổ lắm, mà nó đi sâu vào cái khổ á thì tất nhiên là có 8 điều: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lờ, lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, cầu muốn bất đắc khổ đó. Ngũ uẩn thịnh hành chúng sanh khổ, đó là đại khái 8 cái khổ. Bây giờ năm anh em thì dường như ông nghĩ lại ông Cồ Đàm này, ông nói gì đúng hay sai? Thì ông thấy Cồ Đàm nó đúng. Sự thật của cuộc đời nó là vậy. Mà khổ từ đâu là do tập nhiễm. Thí dụ chú đầu tiên chú không hút thuốc, mà chú hút thuốc 2-3 lần nữa cái nghiện luôn, từ từ hút nhiều. Là tập nhiễm, tập dần mà thành. À, rồi là bây giờ muốn dứt nó cái này phải làm sao? Dứt khổ, dứt tập nhiễm mà làm sao? Là phải hành bát chánh đạo. Là phải làm điều chánh. Phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tấn, chánh định. Hành cái này mới có thể khỏi đi sai đường lạc lối. Nói tóm lại là cái người hiện tại chúng ta sống ở đây á, giữa tà chánh nó đang phân tranh, mà đặc biệt là những cái pháp môn mà nó không thật á, nó tràn lan. Nhiều khi á, trong một đám ruộng mình xạ lúa, cỏ nó lên nó phủ lúa hết trơn. Nhiều khi thấy bên ngoài không thấy lúa đâu, thấy toàn là cỏ không à. Bây giờ muốn biết lúa thì phải tới tận nơi mới dạch cỏ ra mới thấy những cái cây lúa nó đang lẫn lộn ở trong đó. Cho nên đầu tiên phải có chánh kiến đó. Chánh kiến là mới mình nhìn thẳng vào cái đám ruộng này đó. Một cách chân chánh. Mà mình muốn biết chân chánh nó là mình phải, nó là lúa hay nó là cỏ, thì mình phải hiểu lúa nó như thế nào, phân biệt cỏ như thế nào, là phải quán xét mới phân biệt được. Mà phân biệt được là mình tới ngay đám ruộng trực tiếp rồi thì sao, mình mới dẹt cỏ, nhổ cỏ đi mới trừ lúa, thấy chưa. Có nghĩa là mình bỏ cái tà niệm tà tâm đi, mình bỏ những cái pháp sai đi, mình hành cái pháp đúng thôi. Mà pháp đúng á, có chánh kiến tức là thanh tịnh. Tu trong thanh tịnh mới là chánh đạo, mà tu trong cái vọng loạn là tà tâm tà đạo, thấy chưa. Nó là cỏ nhổ bỏ. Mình dưỡng lúa, mà muốn dưỡng lúa là phải làm sao? Phải bỏ phân, phải không? Phải bỏ phân đó. Mày bỏ phân lúa nó mới phát triển được. Như vậy là mình phải tu nhân tích đức, phải làm phước. Mà muốn làm phước là phải bố thí, mình trưởng dưỡng cái lúa. Rồi muốn là có đức, trưởng dưỡng cái đức là mình phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục mọi việc gì mình nhịn hết thì mới được chứ. Tu là phải nhẫn nhục.
dạng pháp á, là cái nhẫn là đầu tiên người tu. À, rồi bây giờ muốn sống thọ phải làm sao? Muốn cho cái cơ thể này nó sống nó bền chút, thì mình phóng sanh. Ừ, hoặc giả là mình giúp đỡ nghèo khó, bệnh hoạn, cúc côi. Nhưng mà làm phước là một lẽ, nhưng mà mình cái gì mình giữ hậu á. Ông bà tổ tiên mình dạy hay lắm: người không lo xa ác có buồn gần. Có tiền bao nhiêu mà đi bố thí hết trơn hả? Tới gia đình vợ con nó bệnh rồi chị chạy mượn không ai cho. Họ thấy mình đi phóng sanh nè. Ừ, hồi nào mày có tiền mày không lo đi dành, mày đi phóng sanh hết. Bây giờ vợ con mày bệnh mày đi mượn tiền, tao không cho mượn. Tới đó bự giờ khóc hẳn á. Mới thấy rằng mình bố thí nhiều quá, mình làm bậy. Phải không? Cho nên bố thí phải có mức độ, tùy duyên mà làm, chứ không đặt nặng nó. Biết rằng làm cái việc đó là tốt, nhưng mà đừng đặt nặng. Đừng đặt nặng đó. Mà đặt nặng là trách nhiệm. Trách nhiệm trong gia đình, nếu mình tại gia, hoặc giả mình ở chùa thì trách nhiệm ở chùa. Đó, mình phải giữ cái hậu chứ. Đó. Thì nói tóm lại là vậy. Rồi, con cảm ơn sư ông rất là nhiều.